Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa với mấy hôm trước thì tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Honda CR-V phiên bản TG sản xuất năm 2017 mới cách đây vài hôm thôi. Thì ngày hôm nay tôi lại mua được một chiếc xe Honda CR-V cũng phiên bản 2.4 TG, nhưng chiếc xe này được sản xuất năm 2016 quý bạn nhé. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân, mới lăn bánh được hơn 11 vạn km thôi, cũng rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Cam kết với quý vị bạn là còn nguyên bản, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả, tất cả còn nguyên bản. Và ở phiên bản TG thì quý vị bạn cũng đã biết rồi, phiên bản 2.4 TG là phiên bản cao cấp nhất, option đầy đủ nhất đấy, từ khóa thông minh, đèn nổ start top này, cửa sổ nóc này, ghế da cao cấp nguyên bản theo xe này, ghế chỉnh điện luôn quý vị bạn nhé, điều hòa tự động hai vùng độc lập đấy. Chiếc xe thì rất mới, rất là đẹp rồi, màu trắng ngọc trinh đấy. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi, số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 TG sản xuất năm 2016 này, để liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đi từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 TG sản xuất năm 2016 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về phần sơn bên ngoài, phần thân vỏ bên ngoài, khung gầm bên ngoài, để xem chiếc xe còn đẹp, còn mới đến đâu quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, lăn bánh được hơn 11 vạn km rồi quý vị và các bạn ạ. Rất là mới và rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Màu trắng rất đẹp luôn này. Bên ngoài thì nước sơn zin còn nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều quý vị và các bạn nhé. Đấy, và dàn lốp và Briton còn rất là mới, rất là dày và rất đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Nhìn về cái phần đầu của chiếc xe đây, các bạn xem này, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Cụm đèn pha bi xenon này, đèn led ban ngày này, đấy đều rất đẹp luôn, toàn bộ từ kể cả phần logo đấy, rồi cái nẹp chrome đều rất đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, đèn pha bi xenon này, phía bên dưới thì có đèn gầm phiên bản TG, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, cửa sổ nóc đầy đủ rồi, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu, mà nhà sản xuất công bố này.
Đấy, chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 này. Đấy, lăn bánh chỉ có 8,4 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị 11,8 lít, nếu ngoài đô thị có 6,5 lít thôi. Rất tiết kiệm nhiên liệu bạn nhé. Và nhìn về phần sau thì các bạn thấy đấy ạ. Bên trên thì có cả đuôi gió này, đèn phanh trên cao này. Đấy, và cụm đèn hậu này cũng rất đẹp luôn, chưa có bị xước sát gì cả này. Chưa có bị đâm va gì cả này. Đấy, toàn bộ từ những cái phần chữ này, phần nẹp chrome này. Đấy, logo này đều rất mới, chưa có bị xước sát và cũng chưa có bị hoen ố gì đâu các bạn nhé. Rất đẹp đây, cụm đèn hậu này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đuôi gió, đèn phanh trên cao đầy đủ cả rồi quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn này, từ ba đời sốc này. Chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả quý vị các bạn ạ. Xe cũng đã được chủ xe trang bị màn hình Android to đùng, camera lùi, đấy, đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Không còn thiếu một cái gì nữa đâu các bạn ạ. Đấy, dàn lốp thì còn rất là dày đây. Dàn lốp Bridgestone rất xịn và còn dày. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. La răng đúc mặt phay cũng chưa có bị xước sát gì cả này. Gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Đây là bấm tay kể cả bên phụ này. Và đây là những cái phần hốc lốp này. Đấy, đều rất là mới này, giảm sóc này. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe đẹp và đều. Đấy, toàn bộ đây. Tôi quay cho quý vị bạn xem cả những cái phần gầm này. Đấy, đều rất mới các bạn này. Những chiếc xe gầm cao là tôi có thể quay được phần gầm cho quý vị bạn xem nhé. Đấy, phần gầm này rất đẹp luôn này. Đấy, tất cả ở những cái phần hốc lốp này. Đây là hốc lốp. Đều rất đẹp, rất mới luôn này. Phần gầm đây các bạn xem này. Tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn xem nhé. Một chiếc xe có thể nói là rất là đẹp luôn. Chất lượng thì quý vị các bạn yên tâm luôn các bạn nhé. Còn rất mới này. Đấy, tôi quay rõ luôn cho quý vị các bạn xem nhé. Không có bị rỉ và cũng không có bị va đập gì ở những cái phần dưới gầm này đâu. Đấy, gần gầm rất đẹp. Giảm sóc này. Hốc lốp này. Đấy, phần gầm đằng trước này. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe phải nói là đẹp và đều xe. Toàn bộ về những cái phần thân vỏ bên ngoài, phần gầm đều rất là đẹp, rất là mới rồi quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Đầu tiên quý vị các bạn xem về cái phần keo chỉ cánh cửa bên lái này. Đấy, đây là về phần keo chỉ còn nguyên zin luôn bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là keo chỉ là nguyên zin hết này, chưa có mất một phân keo chỉ nào. Toàn bộ từ tắp đi cánh cửa này, đấy, những cái nút điều chỉnh này, lên xuống kính này, đều còn mới nguyên, chưa có bị mòn xước gì cả này. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, kiểm soát hành trình, cruise control hay còn gọi là ga tự động này. Đồng hồ công tơ mét là hơn 11 vạn km các bạn nhé. Đấy, và phiếu nhắc thay dầu của hãng đây các bạn này. Đấy, 11 vạn, hơn 11 vạn rồi này. Đấy, chiếc xe này là bảo dưỡng tại hãng luôn các bạn nhé. Cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm luôn này. Đấy, phiếu nhắc thay dầu hơn 11 vạn các bạn nhé. Đấy, và cửa nóc đây, phiên bản TG là đã có option như cửa nóc này. Ghế da cao cấp này, ghế chỉnh điện này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 các bạn nhé. Đấy, lăn bánh được hơn 11 vạn và toàn bộ từ tắp bi cho đến tắp lô đều rất là mới, rất là đẹp như này đây. Đấy, một chiếc xe 2016. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này. Đấy, đây là phần keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Keo chỉ nguyên zin, tắp bi cánh cửa cũng còn nguyên. Rất đẹp luôn này. Toàn bộ cái nội thất đằng sau này thì ít người ngồi các bạn nhé. Cho nên là ghế da còn như mới này. Đấy, phần ghế da này như mới luôn quý vị các bạn nhé. Tất cả từ ghế da cho đến những cái phần sàn này. Sàn này, những cái nỉ này còn nguyên bản này. Đấy, nỉ nguyên bản và lót sàn da ở dưới đây này. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Đấy, những phần nỉ trần cũng đều rất là mới đây các bạn này. Toàn bộ những nỉ trần đều rất mới các bạn nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe nào. Bây giờ là nhìn về cái cửa nóc đây. Ngồi đằng sau nhìn rất là thoáng này. Và những cái phần nỉ đây các bạn xem này. Nỉ này rất mới này. Đấy, những phần nỉ này. Rồi những cái phần nhựa này. Đấy, những cái tay nắm nhựa này các bạn nhé. Xem kỹ là thấy được là chiếc xe này chủ xe đi ít và giữ gìn. Đấy, những phần nhựa đều rất đẹp đây. Những cái phần nỉ trần này đều rất là sạch sẽ luôn quý bạn nhé. Đa số ở Việt Nam mình thì những chiếc xe CR-V này thì tôi chưa thấy chiếc xe nào chạy dịch vụ các bạn nhé. Đấy, cho nên là tất cả đều rất đẹp này.
dòng xe cùng phân khúc, ví dụ như CX-5 tôi thấy có những chiếc xe chạy dịch vụ rồi đấy nhá, như CRV tôi chưa thấy. Đấy, và Tablo này đều rất đẹp luôn. Đồng hồ hơn 11 vạn này, vô lăng bọc da rất là đẹp luôn. Màn hình Android mà chủ xe lắp này rất là to luôn, tích hợp camera lùi rồi các bạn nhá. Khóa thông minh, đề nổ start top, điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Đấy, hai vùng luôn. Đấy, toàn bộ từ Tablo, Tabi đều rất là đẹp luôn. Như này đây các bạn này, một chiếc xe phải nói là đẹp và đều. Đấy, đẹp và đều xe các bạn nhá. Tôi sẽ lại ra ngoài tôi sẽ giới thiệu tiếp. Và đây là cái phần cốp sau các bạn nhé. Cốp sau của chiếc xe này, toàn bộ từ những cái ốc cốp sau này là cũng còn nguyên zin này, chưa có vết tháo nhé. Keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên zin này, cũng không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu các bạn ạ. Rất là đẹp luôn này. Đấy, đây là cái phần ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau nguyên zin. Và ở những chiếc xe CUV gầm cao 5 chỗ ngồi như chiếc xe này đây thì là cái cốp sau nó rất là rộng các bạn này, để đồ rất là thoải mái luôn các bạn nhé. Đấy, cốp thì rộng này, để đồ thì nhiều này, và nội thất bên trong thì đều rất đẹp này, chưa có bị xước sát gì cả các bạn này. Đấy, những cái phần nỉ này nhá, nhiều xe là hay để đồ là nó bẩn cái nỉ này, tẩy không sạch. Về chúng tôi là tẩy không sạch được đâu, nhưng chiếc xe này là không có để đồ này, cho nên là toàn bộ từ những cái phần nỉ này cho đến những cái phần nhựa này, nhựa này đều mới tinh luôn. Đấy, màu trắng này thì rất là khó giữ nhá, nếu như mà để đồ là nó sẽ bẩn mốc hết luôn đấy. Đấy, những cái phần nỉ trần này đều đẹp hết luôn bạn này. Đấy, và cốp sau cũng không có bị xước sát gì cả các bạn nhá. Chủ xe còn rất là cẩn thận này, mua một cái tấm cao su lót này, đây là cái tấm cao su để lót cốp này, dưới lại còn một tấm da nữa này. Đấy, dưới lại một tấm da, sau đó mới đến tấm nỉ nguyên bản của xe. Đấy, tấm nỉ nguyên bản của xe còn như mới, vì là qua hai một lớp bảo vệ đây. Phải nói là bác chủ xe này rất là cẩn thận này. Lốp sơ cua còn rất đẹp này, lốp sơ cua mới tinh luôn bạn nhé. Đấy, đây là lốp sơ cua của chiếc xe. Kích đồ nghề đây còn đầy đủ hết luôn này. Đấy, toàn bộ là đầy đủ luôn. Mà nhìn về cái phần cốp này thì các bạn thấy đây ạ, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe chủ xe đi ít mà lại giữ gìn, cho nên nó rất đẹp luôn các bạn nhé. Phải nói là một chiếc xe rất là đẹp đấy, đẹp hiếm có bạn nhé. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Cánh cửa phía sau thì toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa cũng còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ này, tắp bi cánh cửa này đều đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ cái nội thất, hàng ghế ngồi phía sau này đều rất là mới này. Đấy, nội thất ghế da đằng sau này mới tinh luôn các bạn nhé. Vì đằng sau thì ít người ngồi hơn, cho nên nó mới mới được như này. Ghế da này mới tinh. Đấy, rất đẹp luôn bạn ạ. Chưa có bị va chạm hay là nội thất thì lại giữ gìn, cho nên chiếc xe khá là đẹp đấy ạ. Cánh cửa phía trước bên phụ cũng là bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Đấy, và đây là cái phần keo chỉ này. Keo chỉ cũng còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Đây là phần keo chỉ này. Táp bi cánh cửa này đều rất đẹp, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, vô lăng, cần số này đều rất đẹp luôn bạn nhé. 11 vạn, hơn 11 vạn đấy. Cho nên là nhìn về chất lượng của chiếc xe, chúng ta không phải đánh giá về cái đồng hồ công tơ mét đâu, phải xem về toàn bộ, về tổng thể. Đấy, vô lăng cần số, tay phanh, rồi những cái phần táp bi cánh cửa này, những kể cả những cái phần nút lên xuống kính này của bạn nhé. Xem kỹ cho tôi là biết được chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ. Ghế bên phụ còn mới như này đây các bạn xem này. Cái ghế bên phụ là ghế rất mới luôn này, cũng ít người ngồi, đa số là chủ xe này là đi một mình thôi, cho nên là cái ghế cũng còn rất đẹp luôn này. Lót sàn còn nguyên zin của xe này. Đấy, trải sàn da ở dưới này rất sạch sẽ luôn. Đa số là những chiếc xe ở phân khúc nhiều tiền thì là chủ xe lại cẩn thận để giữ gìn, ốc còn nguyên luôn này. Đấy, bậc cửa này đều rất đẹp luôn bạn nhé. Ở phiên bản đủ, phiên bản TG này thì Honda cũng đã trang bị cho chiếc CR-V 2016 này là một cái khối động cơ DOHC 2.4 lít quý vị các bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động. Đấy, và cái động cơ này thì rất là khỏe rồi bạn ạ, khỏe mà lại tiết kiệm nhiên liệu. Với những chiếc xe của Nhật Bản thì quý vị các bạn đã biết rồi đấy ạ, động cơ thì rất là bền bỉ, có thể được ví như là nồi đồng khối đá các bạn nhé. Đấy, rất là bền và đẹp, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, đặc điểm của những chiếc xe của Nhật nó là như vậy các bạn nhé. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn là nó còn nguyên bản này, từ ốc chân máy này, đấy, ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy các thứ này còn nguyên chấm sơn này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn bạn nhé, nguyên zin, tức là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn ạ. Chưa có bị ngập nước, máy móc còn nguyên. Rồi những cái phần xương đầu bạn thấy đấy ạ, xương đầu những con ốc này là còn nguyên này. Đấy, chưa có vết tháo các bạn nhé. Đấy, chưa có vết tháo này. Ốc cabo cũng còn nguyên zin này, keo chỉ cabo này,
keo chỉ đến những cái tem này còn nguyên zin này, chưa có vết sơn đâu các bạn nhá. Đây, còn nguyên zin hết luôn này. Keo chỉ nguyên zin này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhá. Đấy. Còn nguyên zin hết luôn, tất cả là còn nguyên zin hết luôn. Đấy, cả cái cabo này. Phải nói là một chiếc xe rất là đẹp, đẹp đều xe. Tổng thể về ngoại thất, nội thất, phần gầm, phần động cơ đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Có thể là chúng tôi cam kết với quý vị các bạn bằng văn bản về chiếc xe này, không bị tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 TG, sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được hơn 11 vạn km này các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản, nguyên zin hết luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 599 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 TG 2016 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883, để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.